Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Nền kinh tế Mỹ đã thêm 288.000 việc làm trong tháng 6, là số liệu đáng khích lệ mới nhất được Cục Thống kê Lao động cung cấp. Tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức 6,1%, là mức thấp nhất trong gần 6 năm qua. Bão Arthur đang đe dọa ngày lễ độc lập 4 tháng 7 ở vùng bờ đông nước Mỹ, vào lúc cơn bão xoáy nhiệt đới đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương tăng cường độ và khiến nhiều nơi ven biển phải sơ tán. Một đám cháy rừng ở miền Bắc bang California bùng lên hôm thứ Ba, đã buộc 200 hộ gia đình ở quận hạt Napa phải sơ tán. Hiện đám cháy vẫn chưa đe dọa tới những vườn nho gần đó. Thời tiết khô hạn đã góp phần gây nên những vụ cháy trên khắp tiểu bang. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.